Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng ban Chỉ đạo lễ hội. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa đồng bào, đồng chí. 5 ngày diễn ra lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới, được tổ chức trong điều kiện thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung vừa phục hồi, vừa phát triển kinh tế văn hóa xã hội sau ảnh hưởng của đại dịch Covid đã thành công tốt đẹp. Lễ hội đã tôn vinh người trồng cà phê, người chế biến, nhà xuất khẩu, đồng thời mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Tây Nguyên và được truyền tải khát vọng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk với mong muốn xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Theo tinh thần kết luận 67 ngày 16 tháng 12 năm 2019 và xây dựng tỉnh Đắk Lắk theo nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. Sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương, các địa phương, quý vị đại biểu, quý vị khách quý trong nước và quốc tế, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, sự đồng hành của các doanh nghiệp trong và ngoài nước những ngày qua đã góp phần vào sự thành công của lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, thay mặt Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lễ hội, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đồng bào, đồng chí lời cảm ơn chân thành nhất và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa đồng chí, đồng bào, lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 được chuẩn bị chú đáo thông qua sự điều hành của các tiểu ban như nội dung, truyền thông, an ninh trật tự, lễ tân hậu cần với 18 chương trình chính thức của lễ hội đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với công chúng, nhiều nội dung đổi mới và có sự sáng tạo. Lễ khai mạc lễ hội lần thứ 8 với chủ đề Buôn Ma Thuột, điểm đến cà phê thế giới đã truyền tải được 5 thông điệp: kế thừa, điểm đến, hội nhập, sự lan tỏa và tính quốc tế với khát vọng nâng cao tầm vị thế cà phê Buôn Ma Thuột, giới thiệu văn hóa cà phê Buôn Ma Thuột đến bạn bè quốc tế, hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê thu hút tham gia với 162 đơn vị với hơn 400 gian hàng, trong đó có 32 gian hàng của 6 doanh nghiệp nước ngoài và 128 lượt khách đến tham dự hội chợ. Hội nghị kết nối giao thương quốc tế đã thu hút 464 đại biểu tham dự, trong đó có 63 doanh nghiệp xuất nhập khẩu cà phê trong nước và quốc tế. Với nhiều tham luận về tiềm năng xuất khẩu cà phê Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng, hội thảo phát triển cà phê chất lượng cao với chủ đề xây dựng chuỗi ngành hàng cà phê Việt Nam chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Nhiều hoạt động quảng bá với tăng trưởng xanh tôn vinh như lễ hội đường phố với sự tham gia của 1.400 nghệ sĩ, diễn viên, học sinh, các hoa hậu và người mẫu. Cuộc thi pha chế cà phê đặc sản Việt Nam là nơi hội tụ những người yêu thích, nhiệt tình, tâm huyết với cà phê, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Ngày hội cà phê miễn phí được người dân và doanh nghiệp hưởng ứng nhiệt tình với hơn 400 quán cà phê đăng ký phục vụ miễn phí. Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê thu hút được 6.639 du khách trong và ngoài nước. Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Văn hóa cà phê Việt Nam và lịch sử cà phê thế giới đã trưng bày 36 tác phẩm đẹp nhất, ấn tượng nhất về cà phê
và giúp mọi người hiểu hơn về lịch sử phát triển của cà phê, được lựa chọn từ 1.117 tác phẩm dự thi. Các hoạt động hội thi nhà nông đua tài với chủ đề canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, với sự tham gia của 8 tỉnh, thành phố, chứng tỏ sự lan tỏa của lễ hội đến với các tỉnh bạn. Đua thuyền độc mộc trên hồ Lắc, hội voi Buôn Đôn trình diễn vở các kịch Khát Vạn Đam Xanh, lễ hội ánh sáng, các tour du lịch trải nghiệm, triển lãm trưng bày hội thi sinh vật cảnh, vừa mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, vừa đậm tính hiện đại, đem lại sự phong phú đa dạng của lễ hội, xứng tầm lễ hội quốc gia. Trong khuôn khổ của lễ hội, cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Bam Thuộc sau 4 tháng phát động đã nhận được sự quan tâm tham gia của 19 tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh với 21 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã chọn được 7 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Các sản phẩm được trao giải đã sử dụng làm truyền thông cho lễ hội Buôn Ma Thuột cà phê lần thứ 8 năm 2023. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa đồng bào, đồng chí, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và đã thu hút được hơn 90.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có 600 lượt khách quốc tế. Điều đó góp phần minh chứng cho sự thành công và sự lan tỏa của lễ hội lần này. Đến thời điểm này, chúng ta vui mừng khẳng định lễ hội cà phê Bam Thuột đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng khó phai mờ trong quý vị đại biểu, người dân và du khách khi tới Đắk Lắk tham gia các chuỗi sự kiện. Thành công của lễ hội là nguồn lực mạnh mẽ tiếp tục tôn vinh sản phẩm cà phê Việt Nam, đặc biệt là thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cà phê Bam Thuột trên trường quốc tế, quảng bá phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản với khát vọng đưa Bam Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, thành phố cà phê của thế giới, quảng bá tiềm năng thế mạnh để xúc tiến thương mại và đầu tư, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương của các nước anh em và các tổ chức quốc tế. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa đồng bào, đồng chí, lễ bế mạc với chủ đề Buôn Ma Thuột, thành phố cà phê, nơi khởi nguồn sáng tạo, khép lại một kỳ lễ hội ấn tượng, an toàn, thành công và cũng là lời cảm ơn sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ hội với sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương, sự hợp tác tích cực của các tỉnh trong và ngoài nước, sự lãnh đạo sâu sát của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, sự tham gia trách nhiệm của các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, sự tuyên truyền quảng bá hiệu quả của các quan truyền thông, báo chí, sự ủng hộ tham gia nhiệt tình, ấn tượng của các nghệ sĩ đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhân dân các dân tộc, tỉnh Đắk Lắk. Ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành hỗ trợ cho việc tổ chức lễ hội cà phê lần thứ 8 năm 2023 thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, trong thời gian diễn ra lễ hội, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Ban tổ chức mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ, góp ý của các cơ quan tổ chức, nhân dân và du khách. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời để những kỳ lễ hội sau diễn ra được chú đáo hơn, an toàn hơn, phục vụ quý khách và đại biểu nhân dân tốt hơn. Xin kính chúc quý vị khách quý, toàn thể nhân dân, du khách sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay mặt ban tổ chức, tôi tuyên bố bế mạc lễ hội cà phê Bam Thuột lần thứ 8 năm 2023. Buôn Ma Thuột, thành phố cà phê,
của thế giới, nơi khởi nguồn sáng tạo. Xin chào và hẹn gặp lại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.